Chào toàn thể anh chị em ha Hôm nay em lại tiếp tục bên clip nói về mạ vàng ha. Thì hôm nay cũng như hôm đầu tháng em có chia sẻ với anh chị thì trong tháng này là tháng em sẽ đổi phân NBK ha. Và hôm nay nó sẽ tới kỳ em tưới NBK. Thì hôm nay em cũng sẽ lên video cập nhật em đổi phân NBK tưới anh chị xem tham khảo ha. Thì như em dẫn bón bình thường là cứ 10 ngày đầu là em sẽ bón uh, hữu cơ 10 ngày kế tiếp thì em sẽ đi phân thùng và tới thời điểm ngày thứ 20 thì em sẽ đi phần NPK thì như trong giai đoạn này vào tháng 6 thì nó đã là là vào giai đoạn chuẩn bị làm nụ ha thì ở công tác chuẩn bị này thì chúng ta sẽ nâng một số thành phần đa lượng ha NPK này thì là đạm lân kali thì những clip trước em có chia sẻ có thể anh chị xài ba số bằng nhau cũng được 20 20 15 cũng được hoặc là 16 16 8 cũng được nói chung là ở nơi mình sinh sống thì tùy theo vị trí địa lý ha anh chị có loại nào xài loại đó chứ trong giai đoạn này thì anh chị cứ xài một trong ba loại đó thì bình thường ha nó cũng không có gì xị nó cũng không có gì tại vì cái giai đoạn này là giai đoạn để cho cây chúng ta nó mập cốt và nó chuẩn bị uh, tàu kim ha thì mình đưa cái đạm lân lên bằng nhau để cho để cho cây của chúng ta nó vẫn đi tược tại vì trong cái giai đoạn tháng 6 và tháng 7 này chúng ta có thể đi từ 1 cho tới hai cơ tược nữa ha thì chúng ta sẽ sử dụng là đạm lân bằng nhau để cho cây chúng ta nó vẫn phát triển đi thêm một đến hai cơ tược nữa và khi nó đi cơ tược mới này ra thì cái lá của chúng ta nó sẽ nhặt hơn và nó sẽ đồng thời nó sẽ tạo luôn những cái uh, kim cho cho mai ha để cho cây mai chúng ta nó có một cái đà một cái bước dậm để mà đến tháng 8 khi chúng ta thúc phân á, đưa phân vô thì với cộng theo cái thời tiết thuận lợi á, thì cây chúng ta nó sẽ từ những cái kim đó nó sẽ hình thành nên nụ và những cái nụ của chúng ta nó sẽ nhiều ha và nó sẽ ổn định hơn chứ nếu như mà anh chị vẫn sử dụng các loại phân mà đạm cao giống như là 30 10 10 20 10 10 ha thì cây của chúng ta thời điểm này nếu anh chị dẫn bón cái đó thì cây nó sẽ vượt đọt và nó đi nó đi được liên tục ha và chúng thì tại sao chúng ta phải đổi đổi để cho cây chúng ta nó nhặt lá hơn và khi mà chúng ta đưa lân lên thì đồng thời nó sẽ đẩy nó làm cho cái lá mai của chúng ta dày hơn và khi lá càng dày càng xanh nó quan hợp càng tốt thì nó sẽ tạo cái lực trữ nhựa thật là nhiều để giúp cho cành nhánh nó nở ha nó lớn và nó khỏe luôn bộ rễ nó sẽ kéo cái cây ta về cái lực trữ nhựa thật là tốt để cho chuẩn bị cho mùa bông cuối năm tại vì khi mà cây chúng ta ra hoa mà nó trữ nhựa mà chưa đủ thì nó sẽ làm cho cây chúng ta nó dễ bị suy bị yếu ha thì đâm ra là chúng ta cần phải đẩy cho cây chúng ta ăn đầy đủ trong cái giai đoạn này Thì như hôm nay em sẽ đi là em đi phần 20-15 ha à, Riêng cái kỳ NPK thì thường là em không có phối một cái thuốc dưỡng rễ nào hết Mà em chỉ đi một mình NPK thôi tại vì NPK trong NBK nó đã có tờ e, nó đã có thành phần trung quy lượng nằm theo cái phần tờ e đó rồi ha thì đâm ra là chúng ta không cần phải bổ sung thêm trung quy lượng trừ khi là cây nào của anh chị đang bị thiếu vi lượng tiến hình như những cây mà bị vàng lá gân xanh nè mỏng lá nè thì chúng ta mới cần phải bổ sung thêm ví dụ như anh chị bón NBK ha mà mà nếu cây mình nó bị vàng lá gân xanh mỏng lá thì anh chị có thể bổ sung thêm cho nó đi kèm với nó là magie sunfat ha hoặc là canxi si bo Đó, thì anh chị có thể pha một ít vô để anh chị tưới tầm dặm thêm để cho cây chúng ta nó hấp thụ nó ăn được đầy đủ dinh dưỡng hơn ha như điển hình với cây này của em hôm trước là em cũng có lên một cái clip ha thì hôm nay những cái kim của nó bắt đầu nó cũng đã bắt đầu nó xé nó đi rồi ha đây anh chị xem này ha. bắt đầu là nó 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 đang lột lụa để mà nó 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 lên tược mới nè dường như là cây nó đều liệt thì anh chị cứ thử tưởng tượng ha những cái kim trên những cái đầu này à, ở đây nè nó một chùm nha mà những cái này bây giờ nó chỉ cần lên chừng ba mắt lá thôi là sau này những cái đó nó sẽ đứng nó ôm nụ và khi nó ôm nụ á thì anh chị tính trên đoạn này nó sẽ ôm bao nhiêu cái nụ và từ những cái nụ nó sẽ nở ra bao nhiêu hoa ha đây anh chị xem nè nên nó ăn bắt đầu nó xé lụa nó đi vậy nè đó thì thời thời điểm này mình vô phân nữa thì nó sẽ kích thích nó đẩy cho cây chúng ta phát triển mạnh hơn và sẽ đi cơi tược tốt hơn ha và khi nó ra thì nó không còn vượt đọt nữa mà nó sẽ đi ngắn 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 thì ở đây em có sử dụng cái loại phân NPK này ha thì anh chị nào có xài có thể thêm tham khảo ha đây em đang xài loại 20 25 cộng te ha thì như hôm nay như hôm nay em sử dụng á, thì em chỉ đi liều có một gram rưỡi cho một lít nước ha tại vì khi cây này thời điểm này em vừa uống xong và trong cái lúc uống á, thì em cũng đã có rong lá nhẹ ra cho cây thì cây em bây giờ dường như là cái lượng lá nó đã giảm xuống một phần rồi thì chúng ta không cần phải đi liều cao lên khoảng 2 gram mà anh chị giảm xuống đi khoảng một gram rưỡi mà nếu cây nó ít lá hơn nữa anh chị có thể giảm xuống còn một gram cũng được nó cũng không 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 thành vấn đề gì ha nói chung cây thiếu phân nó không chết nhưng mà dư phân là nó sẽ chết ha thì anh chị đi phân anh chị phải để ý. thì như đây điển hình hôm nay em đang có một thùng 18 lít ha thì em sẽ pha nó nằm dơ vô khoảng 20 mấy gram 20 20 15 thì từ 28 cho tới 30 gram cũng được nói chung là mình hoa phân nó cũng không thể nào tuyệt đối quá nhưng mà nó chỉ dao động nằm trong phạm vi cho phép ví dụ như thùng 18 lít nước thì anh chị pha ở cái tỷ lệ từ 25 cho tới 30 gram rồi nói chung là cái phân này nó sẽ hơi lâu tan hơn những loại phân khác thì anh chị muốn tưới được một là anh chị phải đem ra giả cho tuyệt nhiễm anh chị ngâm nó mới mau tan còn không là anh chị phải ngâm qua đêm ha như em nãy giờ là em 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 ngồi em nghiền cho nó nát rồi em mới pha thì đó cái màu phân nó sẽ lên màu như vậy ha nói chung là cái phân này giống như cái kiểu là bên nhà sản xuất người ta phối giữa đạm lân và kali tại vì trong cái phân này anh chị nhìn cái hạt của nó nha. đây nè anh chị thấy anh chị sẽ không phân biệt nè ha cái phân thường cái phần màu trắng nè nó sẽ là đạm nè màu xanh này nó sẽ là lân nè và cái thằng màu đỏ thường nó sẽ rơi vào nó là kali ha đó thì cái này nó thể hiện sẵn ba màu luôn thì mình nhìn có thể mình sẽ đoán nhưng mình không biết chính xác hay không thôi nhưng mà theo em đoán á, thì cái hàm lượng nó là như vậy ha. thì người ta đã phối sẵn thì mình đỡ trong mình phối giá thành nó cũng không có chênh lệch bao nhiêu thì không có việc gì với là mình xài dụ như mình trồng ít cây mình mua nhà cho nó khỏe hoặc là anh chị phối cũng được nhưng mà nếu mình không nắm chuẩn á, mà mình phối á, thì đôi khi mình phối nó dư cái này dư cái kia thì nó cũng không có tốt ha. Thì tốt nhất mình nên mua thì để cho nó hay. Thì như ở đây giờ em đã pha sẵn một cái loại đậm đặc như vậy ha. Thì bây giờ dùng mình cho vô trong cái xô bê này luôn. Rồi anh chị cứ trộn đều rồi đi tưới thôi ha. Nói chung là không cần phải cầu kỳ quá đâu, không cần phải pha tùm lum tà la. Thì nói chung có nhiều anh chị hỏi tưới NBK có thể pha được à, à 30 10 10 hay không thì nói chung là vẫn được ha nhưng mà thí dụ như anh chị đang đi thằng này liều là một gram thì à, gram rưỡi này thì anh chị có thể giảm xuống còn một gram thôi rồi anh chị kết hợp thêm một gram 30 10 à, thêm kết hợp thêm một gram à, n 3 m nữa tại vì sao thí dụ như cây nào mà hiện tại bây giờ nó đang thiếu tàn nó đang bị yếu tàn tàn chưa đủ thì anh chị có thể kết hợp thêm N3M tại trong N3M nó là thành phần dưỡng rễ nhưng mà nó có hàm lượng đạm cao hơn thì khi mình hoa chung với này thì nó sẽ kích được cái lượng đạm lên một xíu thì cây mình nó sẽ bật mầm mạnh hơn ha thì chúng ta sẽ kéo được những cái cây mà nó đang hơi yếu tàn nhưng mà đối với cây đủ tàn thì chị nên đi một loại này thôi đừng hoa gì nhiều nữa để cho cây mình nó tập trung để mà nó nuôi cốt tại vì bộ tàng mình đã đủ thì mình không cần nó to nữa thì mình cứ để như vậy là nó sẽ làm cho cái cốt của mình nó mập lên ha thì cây mình nó sẽ khỏe và nó chữ được cái lượng nhựa tốt để cho nó làm bông cuối năm thì khi anh chị bón cái này loại phân này vô anh chị sẽ thấy cây anh chị bắt đầu nếu anh chị có uống nó sẽ siết dày và lá ha, nó sẽ xanh dày hơn nếu mà đối với cây bộ rễ khỏe nha chứ còn anh chị đem một cây mà còn yếu anh chị bón vô thì nó sẽ phản tác dụng ha tại vì khi cây yếu mà anh chị đi npk vô nó rất là dễ bị phạm và có khả năng nó làm cháy rễ thối rễ luôn và tác dụng phụ của nó là nó làm cây mình suy chết luôn ha thì anh chị lưu ý ở cái chỗ này dùm em rồi ha thì bây giờ em cũng tưới thị phạm một ít ha nói chung là tưới phân á thì cứ tưới bình thường thôi anh chị cứ tưới điều gốc là được còn thí dụ như có nhiều người cứ phải là tưới vừa đủ hay là tưới sau đó thì đối với em nó cũng là chuyện bình thường anh chị tưới dư cũng nhận sao tưới dư thì xuống tiền đó đây à, như ra này ha em múc nó khoảng độ cái này chắc là khoảng 400 ml 500 ml thì anh chị cứ tưới nè đó tưới làm sao cho nó đều thôi ha à, và đồng thời đây em cũng có một cái vấn đề này có nhiều bạn lên hỏi anh tưới có cần phải tưới theo, uh, sát gốc hay không tại vì coi có nhiều người kêu là ở tưới chỉ được tưới ở bìa chậu thôi là tưới cái khoảng từ góc khách ra vậy nè nó tưới khoảng từ cái rìa ngoài từ đây vô tới đây thôi không tưới trong góc thì nói chung muốn tưới thì sao tưới tại vì phân nó đi xuống mà thì nó từ từ nó lan tả thì có nhiều anh chị sẽ phân tích là à, rễ cây nó sẽ ăn nó đi ra chứ nó không ăn đi vô nhưng mà theo em em cứ tưới đều hết tại vì sao ở trong đây nó cũng có rễ chứ đâu phải nó không có rễ dù ở qua đây là chất chồng khi mình thay thì nó sẽ ăn ra nhưng mà nó ăn ra thì cũng từ những cái rễ này nó dẫn lên chứ đâu phải nó nằm đây xong đây từ đây nó bay thẳng lên trên đây để mà nuôi cây nó phải chạy vô trong cái rễ trong ha à, thì anh chị tưới như thế nào cũng được hết không có quan trọng à, chứ đừng có kiểu là tưới phải tưới né tưới này tưới kia không có thời gian đâu nói chung tưới những cái cây không có thời gian đâu mà ngồi anh chị tưới né tới né lui nhu như một hai cây thì anh chị còn suy nghĩ được chứ mà cái số lượng của anh chị mà nó nhiều nên anh chị tưới kiểu đó không biết tưới chừng nào nó mới xong ha trong khi nhà vườn là người ta tưới bằng vòi không à mà tưới bằng vòi làm sao mà tưới kiểu đó được nha thì anh chị cứ tưới thoải mái đi trồng cây không có nặng nề với mấy cái vấn đề đó đâu mình cứ tưới đi cây không chết được chỉ có làm sai uống nước thúi rễ rồi nó mới chết thôi ha à, còn cứ tưới nè anh chị xem nè em tưới từ trên góc em chở ấy xuống những bình thường nè miễn sao cứ ria điều hết mặt chậu là được là nó cứ thấm xuống dưới là nó là nó ăn thôi chứ mình cũng không cần phải suy nghĩ cái vấn đề đó còn anh chị tưới vậy không bao giờ thúi được cái rễ trong tại vì cái lượng phân mình nó nhẹ nó đâu có làm phân đâu mà thúi thúi, thúi rễ mà do phân là chỉ có là anh chị trồng anh chị tưới phân quá đậm ví dụ như cái liều của nhà sản xuất người ta cho là 3 gram trên một tháng ha mà anh chị xài một lần là 5 gram, 7 gram anh chị nhồi vô trong đó mà một tháng tưới hai ba cử không có cây nào sống được Giống như mình ăn cơm vậy Ngày ăn chén anh chị ăn lần Tự nhiên tăng lên hứng lên ăn lần năm chén Là hồi no căng cái bụng khỏi thở luôn à, Thì cây nó cũng vậy thôi Nói chung là vừa đủ thôi Đừng có Đừng có là à, Muốn cây mau tốt đè tưới quá nhiều à, Rồi em thì phạm thêm cây này nữa Em cũng dừng video ha Như một bên thì em tưới như khoảng 700ml nè Cây này em tưới khoảng lít rưỡi nè Là nó tự nó thấm xuống tới dưới rồi nó có dư xíu cũng được không dư nó cũng được ngày mai có mất mình tưới ví dụ ngày mai có nắng này, mình sẽ tưới dặm nó lại một phần là nó tự nó rút được xuống dưới tới 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 đáy chậu còn nếu mà có mưa thì thôi mình cũng không cần tưới dặm làm gì ha anh chị ha rồi ha thì video em đến nay nó cũng dài rồi ha anh chị xem video theo hết vui lòng cho em xin một like một chia sẻ đăng ký kênh đồng thời bật luôn cái chuông nhận những thông báo video mới nhất bên em ha rồi cảm ơn và anh chị chúc anh chị chăm cây thật là vui vẻ ha